Vâng, thực sự là kính chào tất cả quý khách hàng. Và hôm nay là một cái buổi thực tế, là một cái chiếc xe bên em nhập về để bán tại showroom. Và anh chị có thể nhận thấy được là một cái chiếc xe được kéo cứu hộ về và vận chuyển xe lồng, xe mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Các bác cứ lo sợ là xe xa thế nọ xe kia, nhưng mà thực sự đây là một chiếc xe rất là mộc này. Để cho các bác nhìn này, nó vừa mới lăn bánh ở trên lồng xuống. Và các bác nhìn hình trạng nguyên bản của nó, còn nguyên cả biển số các bác nhá. Các bác nhìn nguyên bản xe có đẹp không ạ? Với chiếc xe của bên em được lựa chọn bởi vì đội ngũ thợ của bên em là trải dài khắp cả nước, và luôn luôn là được tuyển chọn những chiếc xe đẹp về để bán cho quý khách hàng để có thể bảo hành cho anh chị. Chiếc xe này mang biển thành phố Hồ Chí Minh cho nên rất thuận tiện cho những quý anh chị nào mà ở Hà Nội anh chị nhá. Đấy, địa chỉ showroom tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Với Kia K3 thì nó là một mẫu xe nhập khẩu 3 cục nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, cho nên là chất lượng của xe được đánh giá cao hơn là Cerato. Với cái phần đèn phía sau đó là đèn LED thì thực sự đây là một cái giải sáng cực kỳ rộng. Và với cái việc đó là mỗi khi xe về bên em đều có đội ngũ anh em thợ kiểm tra rất là kỹ. Và chiếc xe này thì nó là một chiếc xe chuẩn mực, chuẩn chỉ và cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Anh chị có thể qua cái hình ảnh video em quay thật trực tiếp đây nhá. Quá đẹp luôn và chuẩn chỉ luôn anh chị ạ. Vâng, zin 100% xe thì sạch sẽ vì đây là xe dân dùng, cho nên rất là sạch sẽ, dán chống ồn xung quanh xe. Tất cả zin đét 100% luôn. Và đây, đấy, các bác nhìn này, nội thất ghế da nguyên bản này. Đấy, xe còn nắp cả màn hình nữa này. Đây là bản 1.6 nên là nó cũng có cả cửa sổ trời nhá. Ghế da nguyên bản này các bác này. Được cái dòng K3 này nó là cái dòng là tích hợp vô năng điện, cho nên nó cực kỳ là đi rất là êm ái. Hộp số tự động 6 cấp. Và các bác nhìn cái chiếc xe đẹp và chuẩn này. Củ số là nguyên zin này. Và những cái mạ chrome này nó còn nguyên bản này, chưa từng bong chóc này. Màn hình cam lùi theo xe này, để ấn nổ này. Đây này, vô lăng đẹp xuất sắc luôn các bác này. Phải nói rằng đây là một chiếc xe mà bác chủ ấy, bác giữ đời 2014 mà tìm được những chiếc như thế này thì cực kỳ là khó tìm. Na đang quay này. Và đây, các bác nhìn này, đây là máy mộc các bác nhé, máy mộc. Và đây các bác nhìn này, tất cả phần đèn zin này, tất cả phần đây, máy này rất bẩn nhưng mà mai em sẽ rửa cho nó sạch sẽ. Và đây các bác nhìn này, ốc cabo zin nguyên này. Và đây, máy zin từ keo răng cò luôn, máy đang nổ cực êm. Các bác nhìn này, này, zin từ keo răng cò luôn nhé, và máy nổ cực êm nhé. Đấy, các bác nghe tiếng máy không? Phải nói rằng là hàng nhập ba cục này nó là một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng, mà bất cứ ai đã từng trải nghiệm dòng Kia K3 đều cảm thấy rằng đây là một cái dòng xứng đáng. Bởi vì với tầm tiền 400 triệu hơn một tí thì không có sự lựa chọn nào tốt hơn so với dòng Kia K3 này. Và phải nói rằng Kia K3 nó đẹp về thẩm mỹ và cực kỳ chất lượng luôn. Và đây là không mua xe này thì mua xe nào ạ? Vâng, hơn 400 triệu. Vâng, không mua xe này thì mua xe nào? Quá đẹp. Phải nói rằng đây một chiếc xe cực kỳ chất lượng. Bác chủ đi giữ thật đấy. Ôi, xe có bao nhiêu đấy? 7 vạn mốt. 7 vạn mốt, vô lăng như mới. Sợ thật đấy, chiếc xe này quá đẹp. Xe trang bị Cruise Control đi ga tự động này. Vô năng tích chỉnh điện nhé. Chỉ có K3 mới có cái chất lượng của vô lăng. Lái cực êm, cực mềm và cực mượt luôn. Vâng, xe mới thật đấy. Phải nói rằng đây chiếc xe nó mới tính con luôn, mới từng chi tiết luôn. Đây ạ, đẹp thật. Vâng, đấy, mỗi chiếc xe về thì anh em thợ đều kiểm tra rất kỹ luôn. Vâng, phải nói rằng chiếc xe đẹp. Vâng, phải nói rằng chiếc xe đẹp thật. Vâng, với các bác mà muốn mua một chiếc xe đẹp và một chiếc xe chuẩn thì đây là phần em quay mộc. Lát nữa thì em sẽ cho dọn rửa và sẽ quay thêm một vòng và xe mới dọn nó lên như thế nào. Sơn chi gần như là không có đồng nào cả. Vậy thì các bác hãy đến địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương để có thể lựa chọn những mẫu xe chất lượng của bên em. Và đặc biệt là chiếc Kia K3 bản 1.6 số tự động 2014, và bên em đang chào bán với mức giá là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng, bao rẻ, bao zin, bao là đẹp nhất Việt Nam luôn các bác nhá. Vâng, địa chỉ showroom tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe để có thể chào đón cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi. Vâng, và bây giờ ta sẽ tới phần gầm của chiếc Kia Rio này. Các bác sẽ thấy được rằng là một cái chiếc xe đẹp, khi mà nâng cầu lên thì ta sẽ nhìn được trọn vẹn tất cả các chi tiết của xe. Và các chi tiết mà nó rõ ràng nhất đó là phần máy số mà ta cần phải quan sát khi nâng gầm.
vì phần máy số zin, xe có thể đảm bảo được không ngập nước, không thủy kích. Và máy zin thì ta phải nhìn từng chi tiết, những cái gioăng đỏ. Anh chị nhìn những cái gioăng đỏ này là những cái gioăng zin của nhà máy. Đây là gioăng đáy số anh chị nhé. Tất cả những con ốc nó còn nguyên vẹn. Dù là phần gầm nhưng anh chị nhìn thấy chiếc xe 2014 mà nó còn đẹp như thế này. Có nghĩa là chiếc xe này chạy rất là ít và chạy ở những cái vùng mà nó không bị bị khí hậu, ví dụ như là than quặng hay là những cái phần như là biển, nước biển đấy, muối mặn chẳng hạn, thì nó sẽ bị xấu ở những cái phần này. Nhưng mà với chiếc xe này thì nó là vùng thành phố cho nên nó rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, phần đáy máy đáy số của xe là xịn sò và đẹp zin chuẩn luôn. Và đây là phần đáy máy này anh chị, để phần đáy máy gioăng zin này. Đấy, gioăng zin nó như thế này và những con ốc này nó còn zin này. Đấy, máy số zin anh chị nhé. Những con ốc ở phía trong này nó rất là nguyên vẹn, không có tác động bởi cơ lê mỏ lết. Nói rằng đây là chiếc xe zin chuẩn. Và nâng cầu lên thì ta sẽ nhìn được cả phần sắt xi. Đấy, những cái phần sắt xi này nó không bị đâm xô thì nó sẽ liền lạc như thế này. Tất cả các chi tiết xe nó hiện rõ rệt khi mà anh chị nâng cầu lên. Và đó chính là cái vấn đề mà tại sao khi anh chị mua xe của bên showroom em Dũng thì luôn luôn được kiểm tra rất kỹ đầu vào. Chính vì thế cho nên ta sẽ đảm bảo được đầu ra. Đây, củ phanh này rất là đẹp luôn và tất cả các chi tiết càng ngang không bị va chạm cho nên nó còn nguyên bản. Có những chiếc xe mà bên trên nó zin nhưng bên dưới bị va chạm rất là nguy hiểm, bởi vì nó sập gầm và nó ảnh hưởng đến cái kết cấu của xe. Phải nói rằng đây chiếc xe nó quá nguyên bản luôn anh chị ạ. Và đây, những cái phần củ phanh cũng như là phần rô tin thì lực của xe rất là zin. Cổ bô xe chạy ít cho nên rất là sáng anh chị nhá. Và những cái phần sắt xi ở bên trong là không bị mối mọt gì cả. Chất liệu xe nhập khẩu phải nói rằng nó rất là tốt. Và anh chị xem những cái phần ba bô lê này, ba bô lê nó không bị sập, cho những cái thanh, anh chị nhìn những cái thanh lưỡi này, nó không có hiện tượng cong vênh. Phải nói rằng đây chiếc xe này nó chuẩn. Và đây nữa anh chị này, này, đúng không ạ? Quá chuẩn luôn, quá đẹp luôn. Với sản phẩm đời 2014 mà nó đẹp ngang với những chiếc xe đời 17, 18 như thế này, mà giá tiền chỉ có 350 triệu thôi, thì thực sự đây là một cái mẫu xe gia đình nó quá hợp lý và quá chuẩn mực. Đây chị nhìn ạ. Đấy, tất cả các chi tiết giằng cột của xe là zin và nguyên bản. Và đây, cua lốp này, cua lốp thẳng băng luôn, không có va chạm gì cả. Rô tin của xe. Và ta nhìn được phần sắt xi phần phía sau. Đấy, những chiếc xe không bị đâm đụng phía sau, phần sắt xi này còn nguyên vẹn này. Những cái thanh thép này nó còn nguyên, nó không bị cong vênh. Và những cái cua lốp này nó cũng thế này. Và ngay cả phần nhựa chắn gầm ở phía dưới nó cũng còn đẹp như thế này. Đấy, phải nói đây là chiếc xe mà bên em đã kiểm tra tổng thể và không xảy ra một cái lỗi gì cả, dù là nhỏ anh chị nhé. Vậy thì chiếc Kia Rio 2014 tổng thể chi tiết, số tự động, xe gia đình 350 triệu đồng. Em Dũng quay rất kỹ và có thể đảm bảo bảo hành 1 năm cho anh chị sử dụng. Về tất cả các chi tiết, máy zin, số zin, vỏ zin, gầm bệ nguyên bản và tất cả các chi tiết là nguyên bản theo xe hết. Một chiếc xe khá là tuyệt vời dành cho gia đình sử dụng. Em Dũng xin chân thành cảm ơn và chào mừng anh chị tới số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương để có thể là chốt những chiếc xe đẹp ở bên showroom của em Dũng. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt anh chị. Chỉ có Kia K3 nó mới cho cái giải ánh sáng đẹp đến như thế này. Ánh sáng này đã làm mê đắm bao nhiêu con người. Những ai đã từng sử dụng Kia K3 hàng nhập khẩu 3 cục thì đều có những cái cảm nhận thực sự là tuyệt vời. Bởi vì Kia K3 hàng nhập 3 cục nó có cái độ chắc chắn về thân vỏ, và đặc biệt đó là giải sáng LED ở phía đèn hậu phía sau. Nó nổi bật và cực kỳ là đẹp mắt, mà không lẫn với bất kỳ một chiếc xe nào, mà đến bây giờ thiết kế này vẫn là hiện đại, vẫn là trẻ trung và vẫn là cực kỳ là cao cấp, với những cái bản LED to và những cái hạt LED cực kỳ là dày được thiết kế ở phía đèn sau. Thì khi anh chị đi K3 ra ngoài đường thì không lẫn với bất cứ một cái màu sắc với xe nào cả. Và thực sự là với Kia K3 thì form dáng của nó có đẹp luôn. Xe thì là phiên bản 2.0 cho nên là ở đây là phiên bản 1.6 cho nên nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt ở đây đó là la răng phay xoắn đa châu kép rồi, 4 bánh ABS và xe này màu trắng đẹp xuất sắc một chủ từ đầu. Chiếc xe này thì mang biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ lợi thế cho những anh chị nào ở Hà Nội, bởi vì sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và thứ hai nữa đó là chiếc xe này thì sau khi quay xong thì bên em sẽ cho cà số rút hồ sơ để chủ động cho anh chị nào mà có nhu cầu sang tên đổi chủ cho nó dễ. Còn lại thì bên em thì đảm bảo tất cả các điều kiện đầy đủ về pháp lý sang tên đổi chủ cho anh chị. Và anh chị có thể nhận thấy được là phần đèn phía trước được thiết kế đó là một giải LED ban ngày khá là to bản, cộng với đèn bi projector siêu sáng
Và thực sự với Kia K3 nó còn đẹp cả về phần form phía trước nữa. Vâng, nó đẹp chuẩn mực luôn. Và với thiết kế Kia K3 thì không có điểm chê cả về ngoại hình lẫn nội thất của xe. Và phải nói rằng đây lại là một cái chiếc xe mà bên em tuyển chọn về nó quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Với cái tầm tiền mà 410 triệu đồng thì em khẳng định là không có một chiếc xe nào phù hợp hơn chiếc xe này. Về form dáng đẹp, công nghệ cao và độ lành tính ổn định. Và lại là một chiếc xe đã được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Anh chị có thể nhận thấy form ngoài xe cực kỳ đẹp. Xe đang được bày bán tại showroom của bên em Dũng, đó là số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Tất cả các chi tiết xe đều tăm tắp và rất là chuẩn mực. Và bây giờ anh chị sẽ có thể nhận biết được. Đấy. Và bây giờ anh chị có thể thấy được là quan sát kỹ hơn về phần đây, phần đèn này. Theo năm tháng này mà nó vẫn cứ đẹp này. Vâng, vẫn cứ đẹp này. Tất cả các chi tiết xe còn liền mà chuẩn mực. Và đây anh chị nhìn này, khoang cốp xe này, rộng rãi này. Xe thì bên em bảo hành zin từng chi tiết anh chị nhé, zin từng chi tiết luôn. Đèn đóm nguyên zin. Và chất lượng của hàng xe nhập ba cục thì anh chị biết rồi, đi nó đầm chắc, tôn vỏ dày và các thiết bị thay thế cực kỳ là dễ dàng. Đấy, chống ồn, chống cách âm, chống ồn vòng xung quanh xe rồi. Tất cả các chi tiết xe rất là đẹp và liền lạc. Và phải nói rằng đây một chiếc xe đẹp xuất sắc. Và bây giờ xin mời anh chị sẽ cùng khám phá phần nội thất của chiếc Kia K3 này. Ở đây thì ta có thể nhận thấy được rằng chiếc xe này được thiết kế nội thất một màu đen. Và nhìn khá là khỏe khoắn và mạnh mẽ. Với chiếc Kia K3 thì cái không gian nội thất của nó cũng cực kỳ là sang chảnh. Với hộp số tự động 6 cấp, ghế da đục lỗ nguyên bản theo xe và nó là ghế da xịn, ngồi rất là ấm và ngồi rất là bó. Vâng, cảm giác lái rất tốt. Anh chị nhìn thấy được đời 2014. Nhưng cái chất liệu ghế da này nó đẹp xịn sò như thế này đấy ạ. Vâng, cái chiếc xe này khi về em cũng đã quay clip rồi. Và bây giờ khi dọn dẹp xong thì chỉ rửa bằng nước lã thôi thì anh chị thấy được chất lượng xe nó còn mới và còn đẹp như thế này đấy ạ. Đúng không ạ? Vì chỉ cần dọn qua thôi, những chiếc xe đẹp thì dọn qua là đã biết là nó đẹp rồi. Và tất cả từng con ốc là nguyên zin anh chị nhé. Từng con ốc là nguyên zin, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng cho anh chị. Nguyên zin nguyên bản. Và khẳng định là khó tìm được một chiếc xe nào đẹp hơn chiếc xe này. Chủ nhân còn trang bị cả hai màn hình phía sau để giải trí này. Rất ok, ghế sau đẹp xịn sò luôn. Và phải nói đây chiếc xe khá là xuất sắc. Đây anh chị nhìn này. Tất cả từng con ốc, từng chi tiết xe là zin và nguyên bản. Đây, chuẩn mực đúng không ạ? Tất cả các đường nét xe. Đây đúng thực là một chiếc xe đẹp. Vâng, đúng thực là một chiếc xe đẹp. Không phải tìm đâu xa các bác nhé. Đây là một chiếc xe quá chuẩn và quá đẹp rồi. Với tầm tiền 410 triệu đồng thì khó có lựa chọn nào tốt hơn với một cái dòng xe được gọi là xe nhập khẩu như thế này, mà là phân khúc C, trang bị đầy đủ tất cả những cái tính năng công nghệ cao cấp nhất đến từ thương hiệu Kia. Đấy, cửa gió điều hòa phía sau và tất cả từng con ốc nguyên zin. Đấy, tiêu chí tuyển chọn xe của bên em là luôn luôn khắt khe và luôn luôn phải lựa chọn những chiếc xe chất lượng, đảm bảo về những chiếc xe cũ nhưng không được đâm xô tai nạn, máy móc phải nguyên zin. Đấy, tiêu chí rất là rõ ràng và chuẩn mực. Không chồng chéo và không tham những chiếc xe rẻ để bán ra ngoài thị trường. Vậy cho nên là những chiếc xe ngập nước, những chiếc xe máy da, những chiếc xe đâm đụng không bao giờ có mặt tại bên showroom của em Dũng. Em khẳng định một điều như thế chị nhé. Và với những khách hàng đã từng mua xe của bên em thì anh chị biết rồi là rất là uy tín. Anh chị nhìn vô lăng tích hợp rất nhiều những phím chức năng và xe nó đẹp, nhìn cái vô lăng nó đã đẹp rồi đúng không ạ? Ngay cả hàng ghế lái này nó còn nguyên zin như thế này, có điểm gì để chê đâu ạ. Phím cruise control đi ga tự động này, và đấy rất là tiện dụng này. Xe lăn bánh đúng có 7,5 vạn thôi anh chị nhé, 7,1 vạn. Cảm biến áp suất lốp chủ nhân cũng lắp rồi này. Điều hòa tự động để ấn nổ sát tốp, không thiếu một cái gì cả, những cái công nghệ cao cấp. Bởi vì Kia K3 là một cái mẫu xe, nó là mẫu full công nghệ rồi. Đấy, nó full công nghệ rồi, cửa sổ trời này không để thiếu nha anh chị nhé. Đấy, về trang thiết bị nội ngoại thất của xe thì quá chuẩn mực rồi. Quá chuẩn mực rồi đúng không ạ? Và vậy thì bây giờ xin mời anh chị tới phần máy của xe để có thể là thấy được cái chất lượng tuyệt đối của chiếc xe của bên em bán ra. Đấy, phần máy đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Anh chị nhìn clip trước thì phần máy là nó người ta đi sử dụng cho nên nó hơi bẩn một chút. Nhưng bây giờ bên em có rửa qua. Đấy, và anh chị thấy là máy nổ rất êm đúng không ạ? Máy nổ rất êm với khối động cơ 1.6 công nghệ DOHC đến từ thương hiệu Kia thì thực sự đây là một cỗ máy khá là lành tính. Máy zin từ răng rằng cò rồi. Điều này là khẳng định rồi.
củ máy phát sáng này, tất cả các chi tiết ốc chân máy zin này. Đó. Và tất cả từng cái chi tiết là nguyên bản. Đây chị thấy là rửa ráy qua thì nó sạch sẽ đúng không ạ? Vâng, nhưng tất cả các chi tiết nó là zin và nguyên bản, không có một tí vết gì cả. Đây em bật máy đây cho anh chị nhìn. Đấy, máy nổ rất chắc luôn. Với Kia thì thực ra là nó là cỗ máy cực kỳ là lành tính, ổn định và bền bỉ. Chung là không có một cái trở ngại gì khi mà anh chị sử dụng những cái thương hiệu như thế này. Cũng có ốc cabo nguyên zin chưa từng tháo mở nhé. Vâng. Vậy thì chất lượng xe của bên em là hoàn toàn đảm bảo, hoàn toàn anh chị có thể yên tâm và tin tưởng, bởi vì bên showroom em đặt uy tín lên hàng đầu. Vậy thì bây giờ xin mời chị tới phần gầm của xe và tới cái phần mà bên em quay clip trước khi xe chuyển về và trước khi xe được dọn dẹp. Vâng, em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh quý anh chị và xin chào tạm biệt anh chị.